chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng trong nước được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 24 tháng 6 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AGC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng DOJI được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng PNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SJC được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2021 tăng giảm trái chiều. Tiếp tục tăng giảm trái chiều trên thị trường thế giới, giá vàng giảm khi đồng USD phục hồi làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Giá vàng trong nước vào sáng ngày hôm nay điều chỉnh giảm 50.000 đồng trên một lượng tại một số hệ thống kinh doanh được khảo sát. Cụ thể tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC giảm 50.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, tập đoàn DOJI, hệ thống PNJ đồng loạt đứng yên cả hai chiều giao dịch. Doanh nghiệp Phú Quý niêm yết giá mua đứng yên và điều chỉnh giá bán giảm 50.000 đồng trên một lượng. Hiện tại giá trần mua vào vàng miếng SJC đạt ngưỡng 56,55 triệu đồng trên một lượng và giá trần bán ra đạt mốc 57,10 triệu đồng trên một lượng. Các loại vàng nữ trang khác điều chỉnh giảm trong hôm nay, cụ thể vàng 24K giảm 50.000 đồng trên một lượng, vàng 18K giảm 40.000 đồng trên một lượng và vàng 14K giảm 30.000 đồng trên một lượng. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống còn 1.777 USD trên 1 ounce và giá vàng giao tháng 8 cũng giảm 0,35% xuống còn 1.777 USD trên 1 ounce. Giá giảm trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay khi đồng USD phục hồi và khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ tăng 0,06% lên 91,80 điểm. Vàng đã tăng trong phiên giao dịch vào ngày thứ Tư vì đồng USD suy yếu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết không nâng lãi suất quá nhanh. Hôm 22, Chủ tịch Fed cho biết lạm phát sẽ không phải là yếu tố quyết định duy nhất trong các việc quyết định lãi suất. Theo đó, xoa dịu các nhà đầu tư lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay khi phát triển hướng cứng rắn hơn. Sự thay đổi về lập trường đã khiến vàng giảm 6% vào tuần trước, khi ghi nhận mức giảm lớn nhất trong tuần kể từ tháng 3 năm 2020 khi mà đại dịch Covid tấn công thị trường trên toàn cầu. Kỳ vọng về lãi suất thấp hơn có xu hướng hỗ trợ vàng vì nó giảm chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Nhà phân tích độc lập cũng cho biết vàng có xu hướng phản ứng quá mức với sự thay đổi của Fed. Sự phục hồi trên 1.800 USD trên một ounce của giá vàng và giảm trở lại mức trung bình 1.800 USD trên một ounce có thể thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu một số nhà quản trị mua hàng BMI của Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối ngày. Chỉ số dự báo sẽ được duy trì ở mức cao, giống như ở Pháp và Đức. Theo nhà phân tích Peter của Trung tâm Nghiên cứu Hàng hóa Định lượng cho biết, vàng có thể gặp phản ứng tiêu cực nếu chỉ số này của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Trong khi các số liệu thấp hơn sẽ tác động ngược lại đối với vàng. Về mặt kỹ thuật, vàng dường như đã ổn định và đã chạm đáy sau đợt bán tháo tuần trước. Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc tăng lên 0,7% lên 25,92 USD trên 1 ounce. Giá palladium tăng 1,2% lên 2.587 USD trên 1 ounce. Giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.083 USD trên 1 ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 25 tháng 6 phục hồi sau khi đồng USD suy yếu. Giá vàng hôm nay điều chỉnh tăng giảm trái chiều ở đầu phiên, nhưng sau đó đồng loạt tăng tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng sau khi Chủ tịch Fed cam kết lãi suất duy trì gần bằng không trong thời gian tới. Theo đó, đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất gần một tuần. Điều này có thể hỗ trợ cho giá vàng trong nước phục hồi trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.